tính 7 mũ 5 cộng 7 mũ 9 tất cả nhân cho 5 mũ 4 cộng 5 mũ 6 nhân cho 3 mũ 3 nhân 3 trừ 9 mũ mũ 2. Thì ở đây nếu các bạn giải từng cái ngoặc thì rất là lâu, được chưa? Rất là lâu. Nhưng ở đây nếu mà các bạn dùng máy tính thì nó là lẹ, được chưa? Nhưng ở đây mình dùng tư duy toán học một chút xíu thì các bạn để ý giúp lợi cái chỗ này nè. Nó phép trừ này không ạ? Thì nó sẽ ra không nè. Làm cách nào biết? Thì mình nhớ là kiến thức A mũ N tất cả mũ M thì bằng A mũ N nhân M. Mũ của mũ là nhân. Được chưa? Kiến thức tiếp theo đó là A mũ N nhân A mũ M. Đó là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Ta lấy mũ, mũ cộng. Rồi, vậy bằng. Đây ta viết lại, không cần phải tính nha các bạn. Không cần phải tính. Rồi, đây là 3 mũ 3 nhân cho 3. Thì các bạn phải biết 3 đó là 3 mũ 1. Vậy nhân ta lấy mũ cộng. 3 cộng 1 bằng 4 trừ 9 này chính là 3 mũ 2 hoặc là 3 nhân 3. 9 thì các bạn phải biết đó là 3 nhân 3 chính là 3 mũ 2 rồi tất cả mũ 2 nữa là khéo mà. Vậy là ra là 3 mũ 2 tất cả mũ 2. Rồi, bằng 7 mũ 5 cộng 7 mũ 9 nhân 5 mũ 4 cộng 5 mũ 6. Đây là 3 mũ 4 trừ mũ của mũ là nhân 3 mũ 4. 3 mũ 4 nhân 3 mũ 4 thì bằng mấy à? Cái này viết lại nè, là ra 0. Và cái số gì nhân 0 cũng bằng 0.